Chào mừng bạn đến với Biên Hòa New City, nơi pháp lý an toàn tuyệt đối và mọi nền đất đều đã có sổ hồng riêng. Đây chính là lợi thế quan trọng của dự án, mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho mọi nhà đầu tư. Đặc biệt, với mức giá chỉ từ 15 triệu đồng, Biên Hòa New City hứa hẹn là một cơ hội đầu tư hấp dẫn không thể bỏ qua. Biên Hòa New City trải rộng trên 118,95 hectare, do công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Gôn Long Thành phát triển. Dự án nằm trên quốc lộ 51, thuộc xã Phước Tân, Biên Hòa, và sở hữu vị trí đắc địa gần kề sân Gôn Long Thành, được bao quanh bởi ba mặt sông Đồng Nai. Dự án này mang đến một môi trường sống lý tưởng, kết hợp giữa thiên nhiên và sự sang trọng. Biên Hòa New City nằm giữa các trục giao thông quan trọng như cao tốc Long Thành TP, Hồ Chí Minh và quốc lộ 1A. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các trung tâm kinh tế lớn như TP, Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Chỉ mất 10 km để đến sân bay quốc tế Long Thành và 15 km để vào trung tâm TP, Hồ Chí Minh. Dự án được trang bị hàng loạt tiện ích cao cấp như bến du thuyền, công viên, hồ bơi và trung tâm thương mại. Với hệ thống đường nội khu rộng từ 16m đến 21m và các trục đường lớn xung quanh lên đến 60m, Biên Hòa New City đảm bảo sự thuận tiện tối đa cho cư dân. Dự án gồm 5 phân khu chính: Hưng Vượng, Khang Thịnh, Vĩnh Quý, Mỹ An và Phú Gia. Mỗi phân khu đều có nét riêng với các loại hình nhà ở đa dạng từ 100 đến 800m, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau. Gần kề sân Gôn Long Thành, Biên Hòa New City được bao bọc bởi không gian xanh mát và bầu không khí trong lành. Đây là nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống yên bình nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi hiện đại. Biên Hòa New City không chỉ là một nơi để an cư, mà còn là cơ hội đầu tư đầy tiềm năng với pháp lý vững chắc và mức giá hấp dẫn. Hãy cùng khám phá tương lai của cuộc sống đẳng cấp tại Biên Hòa New City.